Đây là những viên kim cương nhỏ thôi nha các bạn. Cái viên ở trên là lớn hơn 5 ly, chưa tới 5 ly rưỡi. Những cái viên đi cặp, đi chung với chiếc nhẫn 5 ly rưỡi, 5 ly mấy đó, thì cái đó nó nhỏ. Còn cái chiếc ở dưới là của cha mẹ của mình cho hồi đi đám cưới đó. Là cái chiếc đó là mỗi viên là 2 ly 7, 2 ly 6, 2 ly rưỡi. Nó khi mà nó cái viên của nó mà xuất sắc á, là nó sẽ ra ánh sáng mặt trời, là nó sẽ phát màu xanh tím như thế này nè đó. Và đôi khi nó có những cái màu như màu xanh lá cây nữa đó, mà đa số là màu xanh tím là nhiều. Nó bị phản chiếu ánh sáng nhiều quá, nó bị mờ video. Kim cương khó khó ghi hình lắm, vì nó kim cương thật là nó khó ghi hình lắm, do là nó phản chiếu ánh sáng dữ quá, nó làm cho khó ghi hình được. Nên mình che lại chỗ ánh sáng mặt trời, mình che lại để cho các bạn thấy nó không có màu. Nó phản chiếu ánh sáng dữ quá. Đó. Và cái ánh sáng mặt trời là nó lấp lánh kinh khủng lắm. Đó. Nó phát màu kinh khủng lắm. Chưa? Hồi mình đám cưới đầu tiên là cha mẹ mình cho một cặp nhẫn và một viên kim cương 1 carat, đi cặp với cái chiếc mấy hột đó, là một cặp đi với nhẫn cưới của bên chồng là nhẫn vàng không có hột. Còn cái viên cái nhẫn này là nhẫn cưới của Trem, 5 ly mấy, chưa tới 5 ly rưỡi.